Ai theo thần bố? Chúng ta đọc vài câu thơ, tôi sẽ chia sẻ cùng với mặt trên từ câu 10 cho tới câu 11. Chúng ta cùng nhau đọc Ma Thi đoạn 4 câu 10 tới câu 11. Đức Chúa Giêsu bàn tán cùng nói rằng: Hỡi quỷ Satan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có tiếng sứ đến gần và hội Ngài. Chúng ta đọc lần nữa. Đức Chúa Giêsu bàn tán cùng nói rằng: Hỡi quỷ Satan, ngươi hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có tiếng sứ đến gần mà hội vì Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa nhiều lắm. Một lần nữa chúng con đến với Chúa và lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa vì sự thương xót của Ngài, vì sự giàu ơn, vì sự ban cho, vì sự tiết tạ của Chúa. Chúng con cảm ơn Cha vì lời Chúa sẽ dẫn dắt chúng con buổi chiều hôm nay, sẽ dạy dỗ, sẽ bổ sức chúng con, và nhất là lời của Chúa làm chúng con trưởng thành, làm chúng con lớn lên trước mặt Ngài, và chúng con đã thắng trước mặt Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con được Ngài thể trị buổi chiều hôm nay. Và nhân nhìn Chúa mà tôi chối buộc quyền lực bóng tối, quyền lực sự chết, nhân nhìn Chúa mà tôi quỷ phá quyền lực sự tối tăm, để anh chị em tôi được tự do để nghe lời sống của Chúa mà đá thắng trong cuộc đời, đá thắng để làm vinh hiển danh của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con yên bên Chúa và ra mắt Chúa trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi tiếp tục sẽ chia sẻ cùng quý ông bà anh chị em những bài học về sự cám dỗ và những cái mặt trước của sự cám dỗ và sự lợi ích của sự cám dỗ và thử thách phát bớ đến trên cuộc đời tôi và quý ông bà anh chị em. Và tôi thưa cùng quý ông bà anh chị em, nói về sự cám dỗ thì không có ai thích, không ai muốn nghe. Thì rồi tôi có nói cùng quý ông bà anh chị em đó là có một cái hai cái phước trong Kinh Thánh, mà có một cái phước thì cuối đời mình muốn thích, mà lúc đó thì thật sự mình cũng không có nghe được, là tại vì mình đã nằm trong hòm rồi. Tức là cái lúc đó là lúc mà phước cho những kẻ nào chết, là chết trong Chúa. Phải quý ông bà anh chị em, tại vì không có nước mắt, không có những sự khó khăn sẽ đến nữa. Nhưng mà cái câu thứ hai kỳ rồi tôi có chia sẻ cho quý ông bà anh chị em là cái phước cho chúng ta đang ở trong sự thử thách, đang chịu những sự thử thách hay gặp những sự thử thách, thì đó là một cái phước. Và nói cùng quý bạn cho em như thế này: khi mà chúng ta thường thường, tôi thường nói cùng quý bạn cho em, đối với con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta hiểu lầm về cái quả và cái phước. Quả là xấu, phải quý bạn cho em, mà phước là tốt, đúng không? Phải quý bạn cho em. Ví dụ có nhiều lúc cũng vậy, giống như tôi đi làm hay là tôi đi chợ, quý bạn cho biết cái thân tôi vậy chứ tôi làm biến lắm. Thường thường tôi chạy, tôi phải chạy vòng qua cái bạc kinh, tôi vòng tới chỗ nào mà có gần nhất á, nhiều lúc tôi chờ cũng được để mà tôi lấy được cái chỗ gần nhất, đây là tôi vô tôi đậu. Nhiều lúc là tôi nói thôi ráng đi, giống nó thôi sợ đi rồi đen em này nọ, nhưng mà thật sự là tôi lười biến đi bộ, thật ra tôi ráng chờ để mà tôi đậu được. Nhưng tốt, có nhiều khi tôi đang chạy xe tay chờ tút bên đây, cái tôi chạy vòng qua bên đây, cái có nghiêu một cái chỗ trống, thì tôi nói ô cảm ơn Chúa phước quá, rồi tôi chui vô. Rồi thành ra quý bạn cho em hiểu đó, hãy mà mình cái gì mà tốt đối với mình á, mình gọi là phước, mà hãy mà gặp cái gì mà xấu á thì mình nói là gì? Xui. Phải quý bạn cho em, ngay cả con cái của Chúa mà cũng nói xui quá, tôi này xui quá, tôi bị bệnh, xui quá, tôi bị chết kết, xui quá, vợ chồng tôi cãi lộn với nhau, hãy mà cái gì mà xấu là xui, mà hãy cái gì tốt là phước. Tại ra có nhiều lúc quý bạn cho em, chúng ta tình cờ thôi, nhưng mà tôi sau này tôi suy gẫm lại, có những cái câu nói của mình mà giáp phải người khác, mà lại thăm người nào nói, ô cảm ơn Chúa chị được phước quá, chị có căn nhà, có người nào không có nhà cái đến, đúng rồi, tại vì tôi mất phước quá, thành ra tôi không có căn nhà. Phải quý bạn cho em, ví dụ cái gia đình đó, tốt là đấy, ô phước, cái gia đình này có vợ chồng xứng đôi đặt đứa, rồi cái xong có người nào đứng sau, vợ chồng cứ lục đục hoài, đúng là tôi là đồ mất phước, gia đình của tôi nó cứ lục đục hoài, xa xa. Phải quý bạn cho em, là tại vì đối với mình vậy, có hộp sàn có nhà phước, không có hộp sàn không có nhà mất phước. Nhưng mà đối với tôi và quý bạn cho em phải hiểu á, cái hoàn cảnh và những cái gì mà chúng ta đối diện á, nó không nói lên được cái phước thì cái quả trong cuộc đời tôi và quý bạn cho em. Mà lúc nào chúng ta cũng có phước, nói như vậy không có ai mà hiểu được, nhưng quý bạn cho em hiểu đối diện sự chết mình có phước. Là tại vì mình đã được lao ráo nước mắt, ngày hôm nay là mình không còn nước mắt, không còn đau đớn, không còn bệnh tật. Đối diện với sự thử thách, tại sao nó là cái phước? Tại vì nơi đó là nơi mà chúng ta thấy được chúng ta có gì. Kỳ rồi tôi giải cho quý bạn cho em có mã triều thiên của sự sống, là tại vì Chúa nói khi thắng rồi sẽ được mã triều thiên của sự sống. Phải quý bạn cho em, và điều đó là điều mà hiểu lầm của tôi và quý bạn cho em. Cứ mỗi một ngày chúng ta phải chiến trận để mà thắng, tại vì không thắng thì không được mã triều thiên của sự sống.
Nhưng mà cái mã truyền thiên sự sống đó không phải đến bởi vì chúng ta, nhưng mà đến bởi vì đấng sống ban cho chúng ta cái điều đó. Nhưng mà tại sao nói rằng nếu chúng ta thắng thì chúng ta, khi chúng ta thắng rồi chúng ta được mã truyền thiên của sự sống? Tại sao? Tại vì lúc nào mình cũng thắng. Nhưng mà dèn chịu là điều đó. Và trở ngược lại Côrintô thứ nhất đoạn 10 câu 13, quý bạn xem nhớ, không có sự thử thách nào mà Ngài không mở đường cho chúng ta để chịu đựng được. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ thắng trong mọi hoàn cảnh khi sự thử thách đến. Nó dường như là sự vui mừng trọn vẹn. Và có lẽ quý bạn xem không hiểu, nhưng mà tôi từng nói những thầy tác gia, những người trường nước, những người mà đối diện với những thử thách đó, thì họ khi mà có challenge, khi mà có thử thách, khi mà gặp nan đề, gặp cái gì khó hơn á, đối với họ là sự vui mừng. Coi sự hoài nạn như là sự vui mừng. Tại vì đối với tôi, quý mạng em, khi gặp thử thách là lúc mà chúng ta sẽ có sự sống tuôn tràn ra từ phía trong chúng ta. Tại sao? Chúng ta sẽ thắng được cái hoàn cảnh đó, phải quý mạng em? Tại vì Ngài luôn luôn mở đường cho chúng ta. Thật ra, bởi vì vậy tôi tiếp tục chia sẻ cùng quý mạng em. Đúng ra là có 7 cái đường lối, 7 cái cách mà Chúa làm việc qua cái sự thử thách và nan đề trong cuộc đời tôi và quý mạng em. Quý mạng em biết là trong 4 tuần tôi chia sẻ được mấy điều không? Có ai nhớ? 2.5 điều. Mới 2.5 điều thôi. Không cần nữa. Nhưng mà tôi buổi chiều hôm nay tôi sẽ lòng vô một cái sự dạy dỗ khác cùng quý bạn trên. Tôi biết hội thánh này dòng một sư giảng hay như thế nào. Mà giảng hoài cái lát cái ngủ gục hết rồi. Thành ra là có ai nói tuần nào cũng giảng y vậy. Đâu có giảng y đâu. Tại vì tuần nào mình cũng ngủ y vậy. Tại sao mình thấy nó giảng y như vậy thôi. Nhưng mà quý bạn cho em biết là tôi ôn lại cùng quý bạn cho em một trong những điều mà Chúa làm đó. Thứ nhất là nó bày tỏ được cái identification của mình, tức là cái nhận diện mình ra. Quý bạn cho em biết, tại tiếng Việt nó không có, nhưng mà cái sự nhận dạng ra được. Quý bạn cho em giống như cái thẻ căn cước. Trên căn cước có gì? Trên căn cước có tên, phải quý bạn cho em có tuổi, chiều cao của mình như thế nào, và xong mặt mũi mình ra làm sao, đó thể căn cước của mình. Còn cái sự phát bớ sẽ chỉ ra tôi và quý mạng cho em là gì trước mặt Chúa, và Chúa là gì trong cuộc đời tôi và quý mạng cho em. Vì cái đó quý mạng cho em thấy có nhiều người lúc đầu đó giống như là chạy đường ngắn vậy đó, chạy thiệt là dạ, mới đầu tin Chúa xong yêu mến Chúa, ngay cả nói tiếng lạ nữa, rồi xong rồi làm nhiều chuyện lắm, xong một vài năm bị gì nhớ không, bị đá cạn và sỏi đá, rồi bị trong gai, tức là bị gì? Bị bắt bớ và sự lo lắng đời này thì nó chết. Và khi mà chết như vậy thì có nghĩa rằng cái gì? Tin lành của Chúa không phải thật sự là hạt giống sự sống trong chúng ta, nhưng mà tin lành của Chúa thì tạm bợ đem cái gì đó hay ho và tốt đẹp đến với chúng ta. Nhưng mà khi thật sự cần phải đối diện với hoạn nạn thử thách, đối diện thì đó là cái test thử nghiệm, thì Chúa không có cần cuộc đời của chúng ta. Nên bạn nghe hiểu được không? Tại vì mới đầu đi thờ phượng Chúa thì vui. Tại sao không vui? Chúa hứa cho phải truyền thiên của sự sống, Chúa hứa cho sự sống đời đời, phải quý bạn cho em, Chúa hứa chữa lành, Chúa hứa tiếp trợ. Và đó là lý do có nhiều mục sư chỉ giảng vậy không à. Cứ tối ngày giảng về Chúa là đấng ban năng quyền, ban sự chữa lành, ban sự tiếp trợ, rồi Chúa che chở, Chúa đủ thứ á. Nhưng mà tôi nói cùng quý bạn cho em, có những lúc thì Chúa không trả lời. Có những lúc thì Chúa dường như yên lặng, phải quý mạnh cho em. Có những lúc thì Chúa giống như cánh tay của Ngài không có di chuyển trong cuộc đời chúng ta. Nhưng mà quý mạnh cho em, tôi thường nói đó, những lúc mà cánh tay của Ngài không di chuyển trong cuộc đời chúng ta thì những lúc đó cánh tay của Ngài bọc bao phủ tôi và quý mạnh cho em. Có những lúc Chúa bọc mỏng chúng ta thấy giống như không có chuyển động gì hết, nhưng mà sẽ không có sự chết đến với chúng ta, tại vì chúng ta nằm trong bàn tay của Ngài, phải quý mạnh cho em. Rồi xong, điều thứ hai mà tôi có chia sẻ cùng quý bạn cho em là gì nữa? Là cái sự hoàn nạn sanh ra, sự nhịn nhục. Sự nhịn nhục được trò vẹn thì khiến chúng ta sẽ không thiếu gì hết. Thiếu cái gì? Thiếu ân sủng của Chúa, thiếu sự khôn ngoan của Chúa, thiếu những cái điều mà cần có thể sao để chịu đựng được. Tức là chúng ta sẽ đầy đủ, chúng ta sẽ không có thiếu thốn tất cả những điều đó. Và chúng ta sẽ bày tỏ là Chúa đấng Christ, sự vinh hiển của Ngài tỏ bày cho chúng ta. Ở trong đó tôi có nhấn mạnh quý mạng cho em nhớ không? Thường thường mình nghĩ là trong sự hoạn nạn bắt bớ, Chúa được vinh hiển. Nhưng mà trong đoạn kinh thánh đó thì sao? Trong sự hoạn nạn và bắt bớ đó thì sao? Chúng ta sẽ được vinh hiển, tôn trọng và ngợi khen. Chúng ta cho phải Đức Chúa Trời đó. Tại sao? Đức Chúa Trời khiến chúng ta được tôn trọng, Đức Chúa Trời ca ngợi chúng ta, và Đức Chúa Trời khiến chúng ta được vinh hiển trong sự phát bớ. Tại sao? Chính sự mà Đức Chúa Trời ở trong chúng ta sẽ khiến chúng ta ngợi khen tôn trọng Chúa, và vì vậy Chúa ca ngợi chúng ta. Quý mà trên cái chữ đó thì chúng mình không có hiểu được,
Tại vì khi nào mà người ở trên ca ngợi người dưới, thường thường người dưới ca ngợi người trên phải quý mạnh trên. Nhưng mà tôi có chia sẻ quý mạnh trên rồi, quý mạnh trên nhớ không? Chúa ca ngợi dân sự của Ngài. Chúa ca ngợi chết, ngươi thấy con ta, đó là ca ngợi Ngài khóe. Phải quý mạnh trên, mình này ngươi thấy cái nhà của ta, ngươi thấy hộp sàn của ta. Nhưng mà Chúa nói ngươi thấy tôi chết, tôi tớ ta, ngươi thấy Jesus là con của ta, đẹp lòng ta mọi đời. Đó là Chúa khoe, phải quý mạnh trên. Cho nên Chúa làm tôi và quý mạnh trên được tôn trọng. Khi trong sự thử thách thì Ngài khoe chúng ta, Ngài làm chúng ta vinh hiển, Ngài làm chúng ta tôn trọng, Ngài ngợi khen chúng ta. Vì điều đó để cho tôi và quý mạnh trên mục đích của sự bắt tớ và sự khổ nạn trong cuộc đời. Và điều thứ ba kỳ rồi tôi có chia sẻ là hai quỷ cùng quý mạnh trên đó là mở truyền thiên của sự sống. Và tôi nói cùng quý mạnh trên, mở truyền thiên đó không phải lên thiên đàng mới có. Tại tôi đã từng nói cùng quý mạnh trên, nếu mà chờ đến mở truyền thiên của sự sống thì cái đó không cần thiết, là tôi cần lên thiên đàng thôi. Chứ lên thiên đàng rồi tôi không cần mở truyền thiên. Nhưng mà mở truyền thiên quý mạnh trên biết rằng đây Phaolô nói nhiều và dân sự của Chúa như con gái của Chúa hay những môn đồ rất thường dùng những cái ví dụ mà họ đang thấy. Thì ví dụ ở đây cái mão truyền thiên thì quý mạnh chỉ biết là nói về những người lực sĩ, phải quý mạnh trên nhớ không? Những người lực sĩ trong thời kỳ của Hy Lạp đó, hay thời kỳ La Mã, khi họ chạy về tới nơi họ thắng đó thì họ có một cái dòng được treo lên. Ngày hôm nay thì chúng ta biết là cái gô me đồ, nhưng mà trước là cái mão, cái dòng để mà đeo lên ở trên đầu như thế này, phải quý mạnh trên. Thì cái mão truyền thiên đó là nói lên gì? Cái mão đó là cái vương miệng nói lên là họ thắng, giản dị vậy thôi. Nhưng mà cái mão đó là lie. Tại ra khi mà chúng ta nhận được cái sự thắng, mà nói về cái sự thắng đó là life trong cuộc đời chúng ta đó, thì cái sự đa thắng đó nói về trong cuộc đời chúng ta là chúng ta thật sự sống. Quý ông bà cho ngày hôm nay, nếu mà chúng ta sống ở trong xác thịt đó thì thật sự là chúng ta chết ở trong xác thịt. Nhưng mà nếu mà chúng ta sống ở trong thần linh của Chúa, tên lời của Ngài đó, thì chúng ta mới thật sự là sống. Quý bạn cho em hiểu được đó không? Tại vì tất cả những điều khác mà nằm trên cái cuộc đời này, nó chỉ nuôi cái phần xác của chúng ta thôi và phần hồn của chúng ta. Nhưng mà cái gì nuôi phần linh của chúng ta đó thì mới gọi là sự sống. Quý bạn cho em thấy điều đó. Thành ra khi mà chúng ta có mã truyền thiên của sự sống thì nói về là chúng ta đã thắng rồi, chúng ta thắng rồi, phải quý mạnh anh chàng. Cho nên ngày hôm nay khi mà tôi và quý mạnh anh chàng gặp sự thử thách, quý mạnh anh chàng cứ nói với tôi là cảm ơn Chúa vì con sẽ thắng. À, thật sự con đã thắng rồi. Bây giờ con chỉ đi qua cái điều này để bày tỏ là con sẽ thắng. Và con được cái mã truyền thiên rồi, chứ không phải là con sẽ được hay là con có thể được, nhưng mà con được mã truyền thiên với sự sống, hay sự sống của Chúa đã trên con rồi. Hôm nay tôi dẫn cùng quý mạng cho em chiều sâu chút xíu về cái sự bắt bớ. Và tại sao những sự bắt bớ kỳ rồi tôi có nói cùng quý mạng cho em, sự bắt bớ đối với dân Do Thái đó là khi họ đọc cái lời này thì sự bắt bớ đó là sự tra tấn, là sự cưa xẻ, phải quý mạng cho em, sự phải tốn nuôi trốn nuôi và phải bị khổ nạn, họ không được ăn, họ không được uống. Rồi quý mạng cho em thấy đọc kinh thánh là họ phải bọc bằng da chiên, da dê hay là thân, rồi có bị đốt. Là tại vì tất cả tôi nói cùng quý mạng cho em, sự bắt bớ nói họ là chiên của Chúa, thì ta để những cái chiên bắt họ có đem những chiên bằng dê, chiên của dê, cái lông của chiên đó, rồi cho họ chạy trong vòng lần đường, rồi cho sư tử vượt theo giết họ. Tại vì các người nói người là chiên, xong rồi nói các người là sự sáng thế gian thì đốt họ trên cái cây tự tử, nói là xong rồi nha, xé xác của họ ra, rồi chặt chỗ này chặt chỗ kia. Tức là những cái sự đó hãy nói là nếu mà các người nhận Đấng Christ là của Chúa thì các người chết với Đấng Christ và họ chịu chết với Đấng Christ. Sự bắt bớ như vậy thì tôi nói như vậy để nói cùng quý mạng cho em là có nhiều lúc trong đời sống thật sự bắt bớ nào cũng với cái mục đích đó, đối với ma quỷ để tiêu diệt dân sự của Đức Chúa Trời, mà đối với Đức Chúa Trời đó là để bày tỏ ra sự vinh hiển của Chúa và chúng ta chịu đựng được, phải quý mạng cho em. Tôi phải nhấn mạnh là nhiều lúc không phải là chúng ta ra khỏi nhưng mà chịu đựng được, là tại vì quý mạng cho em biết là vô số dân sự của Chúa, trong đó có các sứ đồ của Ngài không có ra khỏi nhưng mà họ chịu đựng được, phải quý mạng cho em. Họ phải tự đạo, tức là đâu có ra khỏi đâu, nhưng mà họ chịu đựng được sự thử thách đó. Thành ra đừng có nói là chừng nào bị chôn sống mới là sự bất bớ, chừng nào mà bị giết súng vào đầu mới là sự bất bớ. Có nhiều người trong cuộc đời tôi và quý mạng cho em đó, chúng ta có tiền bạc, chúng ta có công an việc làm, nhưng mà lúc nào ma quỷ nó cũng tấn công trên cái tâm trí tôi và quý mạng cho em. Lúc thì gia đình như thế này, lúc thì hội thánh như thế kia, lúc thì cái cơ sở như thế này, nó làm cho tôi và quý mạng cho em lúc nào cũng điên đảo, lúc nào cũng gặp những sự cái khó khăn, nó áp lực trong cuộc đời chúng ta. Phải quý mạng cho em, với những cái quyền lực của bóng tối nó tấn công chúng ta. Mà tôi thường nói cùng quý mạng cho em đó, chết cho Chúa khó hơn
Dân xin lỗi dễ hơn là sống cho Chúa. Tại vì sống cho Chúa mình phải sống bằng đức tin. Phải nguyên mạnh trên. Có nhiều lúc chết cho Chúa mình không có sự lựa chọn. Tôi có sự lựa chọn đâu. Nó muốn bán, nó muốn làm điều gì. Khi mà cái thời điểm nó đến thì nó đến, phải nguyên mạnh trên. Tại vì đối với tôi của nguyên mạnh trên mình không có chứa được. Rồi mình sẽ nhận cái hậu quả đó là cái kết quả là mình sẽ về với Chúa. Nhưng mà khi tôi quý bà cho em sống với Chúa thì mình phải sống bằng đức tin và sống bằng lời của Ngài. Phải quý bà cho em. Rồi thì như vậy đó, tôi cũng mới nói cùng quý bà cho em là chúng ta có nhiều người thì không coi thường cái quyền năng của Chúa. Tức là coi nếu mà Chúa cho thì cho, mà không cho thì thôi. Cầu nguyện mà Chúa trả lời thì tốt, mà không trả lời cũng tốt. Không phải, mình phải tin rằng ở trong Chúa có năng quyền của sự sống, có năng quyền của sự tiết trợ, năng quyền của sự tử lành, năng quyền của sự ban cho, năng quyền của sự mà làm cho chúng ta được trỗi lên, đầy dẫy và sung túc trong mọi mặt. Phải nguyên mà trên. Mà chúng ta có năng quyền để đắc thắng. Nhưng mà chúng ta cũng tin rằng cái sự đắc thắng của Chúa là nằm trong cái sự Chúa ở cùng chúng ta, chứ không phải sự chúng ta có trong Ngài. Cho nên quý bạn cho em tiếp tục học lên với tôi về trong cái sự mà Chúa Giêsu Ngài bị cám dỗ như thế nào. Thì trong Ma-thi-ơ đoạn 4 đó, tôi đã từng chia sẻ cùng quý bạn cho em nhiều lần. Nhưng mà trong đoạn 4 đó thì quý bạn cho em thấy là ba quỷ cám dỗ Chúa Giêsu bằng ba cách, phải quý bạn cho em. Đúng không? Và ở trong Luca thì chết, nhưng mà thứ tự nó lại khác. Tôi có thể giờ chia sẻ cùng quý bạn cho em, nhưng mà quý bạn cho em biết rằng có nhiều người thì họ giống như họ dùng những cái sự khác biệt giữa những sách phúc âm mà nói rằng những cái điều kiện này không có xảy ra. Tại vì trong Má đó thì kết chế về Chúa Giêsu bị cám dỗ nhưng mà không có nói về chi tiết. Trong Luca đó thì cái phần thứ hai đem xuống phần thứ ba, cái phần thứ ba đem lên phần thứ hai. Còn ở trong Ma-thi-ơ đó thì chúng ta thấy rằng cái sự cám dỗ của Chúa Giêsu, thứ nhất là vì Chúa Giêsu quá đá thành bánh, phải không? Cái sự cám dỗ thứ hai là nằm trong cái năm thì khiến Ngài lên nơi cao và nói là Ngài nhảy xuống đi. Và quý bạn cho em thì xem thiên sứ có gì dẫn không? Và điều thứ ba là người sao anh quỳ xuống, phải không? Và thờ phượng nó thì nó sẽ cho tất cả những sự tôn trọng này. Cái ba điều thì giống như tôi nói là trong cái sách Luca thì đã lộ cái ở dưới đèn bên trên, nhưng mà tôi chỉ nói để cho quý bạn cho em hiểu là tại vì cái mục đích của bốn tác giả khác nhau, diễn đạt Chúa Giêsu khác nhau. Ma-thi-ơ thì diễn đạt Chúa Giêsu như là vị vua, Ma-thi-ơ Mác Mác diễn đạt Chúa Giêsu như là một người đầy tớ, nô lệ, servant. Okay. Và Luca diễn đạt Chúa Giêsu như là Son of Man, tức là con người. Okay. Và xong rồi Giăng diễn đạt Chúa Giêsu như là con Đức Chúa Trời. Okay. Thành ra vì cớ đó mà họ diễn đạt khác nhau, vì cớ đó gia phổ có sách chép, có sách công và cái thứ tự cũng khác nhau. Nhưng mà nơi đây để thì tôi chỉ của quý bạn cho em. Lý do tôi nói vậy là tại vì có nhiều người đọc Kinh Thánh mà cũng cắt cớ, đọc Kinh Thánh mà không nghe một sư giảng gì hết, nhưng mà tìm cách để chọc một sư thôi, để chọc hiểu lời Chúa là thấy câu này câu ra. Nhưng mà cũng hỏi để hỏi chứ cũng chẳng ăn nhầm gì. Nhưng mà tôi cũng lâu lâu tôi cũng chẳng để nói cùng quý bạn cho em. Tôi có học Kinh Thánh chứ không phải là tôi muốn giảng gì được giảng. Nhưng mà chỗ này quý bạn cho em thấy rằng ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu đọc với tôi. Bây giờ quý bạn cho em thấy rằng khi mà Chúa Giêsu chịu phép báp têm bằng nước, đúng không? Ở phía trên đó Đức Chúa Giêsu nói rằng ở trong câu 15 của đoạn 3 đó, bây giờ cứ làm đi, chúng ta nên làm cho trọn vẹn mọi sự công bình. Là gì? Tức là Giăng không chịu làm báp têm bằng nước cho Chúa Giêsu, nhưng mà Chúa Giêsu hãy làm mọi sự, vì đó là sự công bình, sự phải làm. Cho nên Chúa Giêsu chịu báp têm bằng nước để mà nói rằng nếu mà Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời mà Ngài cứu vong hoặc chịu báp têm bằng nước thì chúng ta cũng chịu báp têm bằng nước. Phải quý bạn trên. Nhưng mà báp têm bằng nước không phải cứu chúng ta, nhưng mà báp têm bằng nước nói là thứ nhất chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời, thứ hai là chúng ta là con người không công bình, con người cũ chết rồi chúng ta trở nên một con người công bình và con người mới được sống vậy. Phải quý bạn trên, đó là lý do chúng ta chịu báp têm bằng nước chứ không phải báp têm nó cứu chúng ta. Rồi khi mà báp têm nữa là chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu gì ra khỏi nước thì các tường trời mở ra, Ngài thấy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời như chim bồ câu ngồi xuống ở trên Ngài, tức thì có tiếng từ trên cao nói rằng này là con yêu dấu ta, đẹp lòng ta, và đừng là Đức Thánh Linh giáng xuống ở trên Chúa Giêsu. Rồi nhưng mà rồi sau đó đó cùng Đức Thánh Linh mà giáng xuống trên Ngài như chim bồ câu thì đưa Ngài vào đồng vắng để chịu ma quỷ cám dỗ. Đây là cái chỗ mà tôi và quý mà cha không có hiểu được. Nhưng mà chúng ta phải tin cậy lời Đức Chúa Trời để mà tôi nói rằng cùng quý bạn cho một lần nữa. Điều này xác quyết của Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 13 này. Sao? Sự cám dỗ cũng phải đến mà Đức Chúa Trời cho phép. Quý
biến mạnh cho em biết rằng sự cám dỗ thì không có điều gì mà lạ đó với loài người. Thì Chúa Giêsu biến mạnh cho em biết rằng nếu là một người bình thường thì luôn luôn bị cám dỗ về cái gì? Thể xác. Bị cám dỗ về phần hồn làm thế nào mình được tôn trọng và sang hơn, phải không quý bạn cha? Và là bị cám dỗ về làm thế nào mà mình có cái lý do trong đời sống mình, cái mục đích trong cái đời sống mình như thế nào, mình muốn làm con người như thế nào, và ba sự cám dỗ của Chúa Giêsu giống như vậy. Thì điều đó là điều bình thường, nhưng mà quý bạn cha thấy rằng ở trong cuộc đời Chúa Giêsu là giống như trong chúng ta, sự cám dỗ sẽ đến, sự cám dỗ sẽ đến trong chúng ta, nó trong ba mặt như thế đó. Nó sẽ đến từng hồi từng lúc trong cuộc đời, nhưng mà sự cám dỗ Chúa Giêsu nó đến một lượt, và nó đến lúc mà Chúa Giêsu yếu đuối nhất ở trong cái cuộc đời là gì? Lúc mà ngày đó phải quý bạn cha, thì quý bạn cha suy nghĩ để mà thấy rằng tại sao sự thử thách đến với chúng ta. Tại vì thường thường Chúa dùng những cái thời điểm mà yếu đuối nhất ở trong cuộc đời chúng ta để thường thường thử thách nó đến. Đôi lúc cái sự yếu đuối đó là bệnh tật, đôi lúc sự yếu đuối đó là sự thiếu thốn, đôi lúc sự yếu đuối đó là sự đói khát, đôi lúc sự yếu đuối đó là cái sự mà biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Mà tôi thường thường cũng quý mà cha, khi mà chúng ta muốn biệt riêng ra cho Chúa đó, khi mà chúng ta muốn yêu mến Chúa hơn, thì chúng ta sẽ gặp sự thử thách, tại vì sự tết nó lên để nói thật sự chúng ta có phải muốn biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, hay là giống như người giả hình, thấy người ta kinh ăn cũng phải đặt kinh ăn, thấy người ta đi nhà thờ cũng phải đặt đi nhà thờ, thấy người ta nói là dân hiến cũng phải đặt chân lưới, thấy người ta làm cái này mình cũng làm cái này, làm cái kia, quý mà cha hiểu được đó. Tại vì nó biệt riêng, và khi mà chúng ta nói được Chúa biệt riêng ra thì mình có thật sự biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời hay không? Nhưng mà tôi muốn nói cùng quý ông bà anh chị em như thế này, ma quỷ nó muốn, tại vì nếu mà nó biết trước á, nó sẽ không cám dỗ Chúa Giêsu. Tại vì nó cám dỗ Chúa Giêsu á thì nó bị Chúa Giêsu rủa vô mặt đó, thì nó phải bỏ đi, nó thất bại trong cuộc đời nó. Trong cái sự làm việc của ma quỷ, quý ông bà anh chị em hiểu điều đó không? Cuối cùng Chúa Giêsu dùng lời của Đức Chúa Trời để rủa đó, phải quý mạng cha, quý mạng cha nhớ không? Trong câu 10 đó, Đức Chúa Giêsu bảo rằng hãy quỷ Satan hãy lui ra, vì lời trên có lời chép rằng, và trong ba lần Chúa Giêsu luôn luôn nói có lời chép rằng, có lời chép rằng, có lời chép rằng. Nhưng mà quý mạng cha thấy rằng Chúa Giêsu chờ tới lần thứ ba đó thì Chúa Giêsu mới nói nó là hãy quỷ Satan hãy lui ra. Thì thứ nhất tôi muốn chỉ quý mà anh em một vài điều để quý mà anh em được khích lệ khi mà mình gặp khó khăn, khi gặp thử thách, là không phải là bởi vì mình có tội mà mình bị cám dỗ, không phải bởi vì mình yếu đuối mà mình gặp thử thách, nhưng mà bởi vì mình được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời biệt riêng mình ra cho Ngài, thì sao? Thì Đức Thánh Linh sẽ dẫn mình vào cái sự cám dỗ. Ghê quá. Ông ai dám amen sợ ông dẫn ta. Tại nếu mà tôi nhớ không lầm á, trong bài cầu nguyện chung mà dường như nãy ông cũng mới cho tôi đọc, xin chớ dẫn tôi và sự cám dỗ, lead me not into temptation. Mà tại sao ông mới nói để tin dẫn chúng ta vào sự cám dỗ? Thì tại vì nó có hai ý. Mới quý bạn cho em biết rằng thường thường tôi quý bạn cho em đi, tôi đọc kinh thánh nhiều lúc cái đầu tôi cũng rắc rối. Có một thời gian mà tôi cứ chiến trận với câu kinh thánh này hoài. Tôi biết quý bạn cha đọc có dễ hiểu, đọc mà có thấy hiểu không? Nhưng mà khi tôi đọc lên, Chúa cứ mỗi lần đọc tới lead me not into temptation, thì chớ dẫn tôi vào sự cám dỗ. Nói là tại sao phải dẫn tôi vào sự cám dỗ để tôi cầu nguyện, xin dẫn, đừng dẫn tôi vào sự cám dỗ. Quý bạn cha hiểu không? Giống như là Chúa dẫn mình vào sự cám dỗ, thành ra mình phải cầu nguyện, xin đừng dẫn con vào sự cám dỗ. No, có nghĩa là temptation is there. Cái sự cám dỗ đó ở trước mặt ta, ở trên đường của cho anh chúng ta, trong đời sống chúng ta, nhưng mà Chúa xin cho Chúa dẫn con not into temptation. Có sự cám dỗ đó mà Chúa sẽ không dẫn mình vào sự cám dỗ đó. Nhưng mà đây Đức Thánh Linh đem Chúa Giêsu ra trong lòng bán biệt riêng ra để chi? Để Ngài gặp sự cám dỗ. Thì điều đó để nói gì cũng nguyên bản cho em. Thứ nhất, để rồi Chúa Giêsu khi gặp sự cám dỗ thì Ngài thắng sự cám dỗ, và bởi vì Ngài thắng sự cám dỗ thì tôi và quý mạng cha cũng thắng sự cám dỗ, bởi vì Ngài đã thắng rồi. Nếu mà Ngài không thắng á thì không có lý do gì mình thắng á, phải quý mạng cha? Nếu mà ngài mà không thắng thì thứ nhất mình không bao giờ thắng. Thành ra Ngài phải thắng sự cám dỗ, và bởi vì sự cám dỗ mà Ngài thắng, mà Ngài làm trọn mọi sự, thì chúng ta thắng sự cám dỗ trong sự làm trọn mọi sự của Chúa Giêsu.
Amen. Quý mạnh cho biết điều đó. Thành ra khi đưa Đức Chúa vào đồng quán để Ngài kiêng ăn 40 ngày, phải quý mạnh cho sau 40 ngày thì Ngài đói. Ma quỷ luôn luôn chờ cái dịp mà quý mạnh cho the most vulnerable, tức là yếu đuối nhất, để Ngài tăng cao. Quý mạnh cho biết rồi, đó là lý do tại sao một Chúa dạy đừng có cao giận cho đến sao mà trên mặt. Quý mạnh cho nghĩ sao gì? Thứ nhất, tại vì đó là lúc mà mặt trời mọc, trời lạnh, tức là mặt trời lạnh, tức là đừng có cảm nhận đến chiều tối, nên là Chúa nói vậy, đừng cảm nhận đến chiều tối. Tại vì tới tối mình ngủ, mình sẽ suy nghĩ về điều đó, nó nằm trong đầu của mình. Thứ nhất mất ngủ, thứ hai á, mình cứ suy nghĩ rồi tới buổi sáng sao có mình cảm nhận hơn, phải nghĩ mình chứ. Mình còn thù hận hơn, mình cứ để trong đó hoài. Thế ra Chúa dạy, hãy mà tới buổi chiều, tha thứ đó, bỏ nó đi. Đây là một ngày mới bắt đầu từ cuộc đời của mình. Ai quý bà cho em. Nhưng mà quý bà cho em hiểu cái điều như thế này, là Chúa không muốn mình có cơ hội để cho ma quỷ nó làm việc trong cuộc đời tôi và quý bà cho em. Đây mà mình nhận được sự đắc thắng. Nhưng mà Chúa Jesus Christ á, khi Ngài chịu sự cám dỗ, thì quý bà cho em biết là lúc mà Ngài yếu đuối nhất, lúc mà Ngài đói nhất, thì ma quỷ nó đến và đầu tiên nó thấy Chúa đói thì sao? Nó cám dỗ bằng cái sự Chúa hỷ quá đã thắng. Và chúng ta biết Ngài làm được. Phải không quý bạn cho em? Tôi sẽ nói sau về cái sự cám dỗ. Nhưng mà trong cuộc đời tôi và quý bạn cho em nên nhớ này, cái sự mà chúng ta bước vào sự cám dỗ đó không ở ngoài sự binh vực của Chúa Giêsu. Thứ nhất, sự làm trọn của Chúa Giêsu sẽ khiến mình thắng sự cám dỗ của mình. Và thứ hai nữa là mình không đối đầu một mình, nhưng mà mình đối đầu với sự hiện của ba ngôi Đức Chúa Trời trong cuộc đời tôi và quý bạn cho em. Và như là Đức Thánh Linh có ở cùng Chúa Giêsu trong mọi sự cám dỗ, thì chúng ta cũng có sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong mọi sự cám dỗ của mình. Nhưng mà người đã thắng phải là người mình. Người mà đứng trên lời Chúa phải là mình. Mình phải tuyên bố lời của Đức Chúa Trời và nhận lấy sự đã thắng. Và đứng với đức tin và mình bước trên lời của Đức Chúa Trời thì mình sẽ đã thắng. Hồi nãy tôi nói đó, mà quỷ nó ngu, tại vì nó tạo cơ hội cho Chúa Giêsu đã thắng. Để rồi Chúa Giêsu có cơ hội cho mình đã thắng. Phải không anh chị? Trong cuộc đời tôi và quý anh bạn cho em, nếu mà ma quỷ nó biết làm sao mình có gì á, nó sẽ không cho tôi và quý bạn cho em sự cám dỗ, sự khó khăn đâu. Tại vì cứ mỗi lần mà mình gặp sự khó khăn ấy, thì mình đã thắng, mà đã thắng thì mình yêu mến Chúa hơn, mình mạnh hơn. Nếu mình có thể trông cậy Chúa hơn và mình đã thắng những cái thần khí kế tiếp, phải quý bạn cho em. Nhưng mà quý bạn cho em biết là cả hai ma quỷ đều ngu, mình cũng ngu nữa. Là tại vì ma quỷ nó biết, nó không biết điều gì xảy ra. Nhưng mà nếu mà tôi là ma quỷ đó, thì chắc tới bây giờ tôi cũng kinh nghiệm rồi, phải quý bạn cho em. Cái gần sáng ngày năm nay rồi cám dỗ dân sự của Chúa rồi, mà hãy cám dỗ thì nó cứ trỗi dậy, hãy mà cám dỗ thì Chúa bình vực, Chúa ở cùng và nó đã thắng. Thì nếu mà sáng ngày năm nay biết bao nhiêu người nó cám dỗ thì phải học bài học rồi, phải biết mình chăng không? Nhưng mà nó lì đó, nó cứ hy vọng, cứ cám dỗ hoài thì nó có thể nuốt được một người nào chăng, phải biết mình chăng? Thì ra lời Chúa nói ma quỷ rình mò xung quanh anh em xem nó có thể nuốt được. Nó thì xem có thể nuốt được không, nuốt không được. Nhưng mà gần 6 ngàn năm nó cứ rình mò xung quanh anh em hoài. Nó ngu lắm, phải quý mình chứ. Nhưng mà nói thật mình còn khờ thôi, vô xin lỗi tôi bỏ chữ ngu thì nó mình còn khờ hơn ma quỷ. Là tại vì nó biết mình sẽ thắng, nó cũng cám dỗ. Mà mình biết mình sẽ thắng, nhưng mà mình cứ để nó cám dỗ. Phải quý mình chứ. Đứa thì biết không thắng cứ cám dỗ, đứa thì biết sẽ thắng mà để nó cám dỗ. Nhưng mà quý mạng chê thấy cuối cùng Đức Chúa Trời cũng thắng, và Chúa Giêsu cũng thắng trong cuộc đời của mình, phải quý mạng chê? Amen. Tại vì không bao giờ tôi và quý mạng chê không đi hết cái con đường mà Chúa đặt trong cuộc đời của mình. Và quý mạng chê có biết rằng giống như Chúa Giêsu đó, thì quý mạng chê nên nhớ rằng Ngài là con trời, nhưng mà ở trên xác thì Ngài trọn vẹn là con người. Có những sự Ngài không biết, giống như Ngài không biết ngày nào mà Chúa sẽ trở lại. Làm sao mà Ngài không biết ngày Chúa trở lại? Tại vì Chúa là đấng trả lời. Nhưng mà trong con người thì Ngài không biết là ngày Chúa trả lời. Nhưng mà trong thần tánh của con trời đấy thì Ngài biết, phải quý mạng cho em. Nhưng mà thành ra khi Ngài ở nơi đó, Ngài cũng biết là ma quỷ nó sẽ cám dỗ bằng cách nào. Nhưng mà Ngài biết đối đầu bằng sự cám dỗ của ma quỷ bởi lời của Đức Chúa Trời. Thành ra tôi thưa cùng quý mạng cho em, cái điều mà ma quỷ luôn luôn làm trong cuộc đời của mình là lấy lời của Chúa ra khỏi tôi và quý mạng cho em. Mà thường thường nó lấy lời Chúa ra thì nó thay thế bằng sự khôn ngoan của con người, phải không anh chị?
có nhiều lúc nó thay thế bằng ca dao. Quý mạng cho thấy cái nhiều mục sư giảng không giảng lời Chúa mà giảng bằng ca dao tục ngữ không à. Quý mạng cho thấy có nhiều mục sư giảng vậy cho dễ nghe, cho nhiều người dễ nghe, giảng bằng ca dao tục ngữ, bằng sự ký, bằng tam bố trí, bằng chuyện kiều, bằng cái này kia, không giảng lời của Chúa. Thật ra có nhiều người tưởng lời của Chúa chứ không phải lời của Chúa. Giống như quý mạng cho thấy có nhiều người cứ tuyên bố với cái câu là hãy tụ giúp mình rồi Chúa sẽ giúp mình. Câu đó có nằm trong kinh thánh không? Không. Mà trong cái thánh là hãy trao mọi sự cho Đức Giê-hô-va chứ không phải mình tự giúp rồi Chúa mới giúp. Nhưng mà mình phải đi chọn cái sự mà Chúa đặt ở trong cái đường của mình chứ không phải mình tự giúp rồi Chúa mới giúp mình. Không có trong đó. Nhưng mà quý bạn cho biết rồi, ma quỷ từ lúc đầu nó bóp méo cái lẽ thật. Giống như tôi nói từ ban đầu là bà Eva bà không hiểu lời Chúa cho nên nó bóp méo lời của Đức Chúa Trời. Ngày nay nó cũng bóp méo cái lời thật. Ngày nay tôi nói cùng quý ông bà cho em, lúc nào chúng ta đối diện cái hoàn cảnh thì chúng ta phải đối diện bằng lời của Đức Chúa Trời vậy thôi. Việc đầu tiên mà quý bạn cho em phản ứng thì dĩ nhiên quý bạn cho em biết rồi, tới những lúc á, tốt là con trẻ đó, thì chúng ta phản ứng bằng chúng ta xem, chúng ta phải đi ngược trở lại xem lời của Chúa nói gì ở trong cuộc đời chúng ta rồi chúng ta phản ứng. Nhưng mà khi chúng ta trưởng thành á, thì giống như nó thành thói quen của chúng ta. Tôi nói ví dụ giống như mà hồi tôi còn trẻ đó, ai chửi thầy tôi chửi lại liền. Còn bây giờ nếu mà ai chửi thầy đó thì tùy cái lúc mà tôi vui mà năng nổ trong Chúa, hay tôi đang cao ở trong Chúa, chứ tôi mà đang đầy ở sâu trong Chúa đó thì tôi im lặng. Thì có những lúc á, tôi đang nghĩ trong đầu là nên chửi nó hay là nên quay mặt đi. Và có những lúc á, tôi chửi liền, tôi không có để cơ hội để tôi suy nghĩ nữa. Nhưng quý mà cho em biết rằng có những cái thói quen mà mình tập bước đi ở trong Chúa đó sẽ khiến mình hành động gần Ngài hơn, thay vì những cái thói quen mà mình vốn làm ở trong cái xác thịt. Quý mà cho em hiểu điều đó. Nhưng mà mình phải thực hành ở trong Chúa thì càng ngày mình sẽ làm dễ hơn, đối diện hơn với lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ban đầu ở quý mạng cho em biết rằng giống như mình, ngay cả tôi bây giờ cũng vậy, quý mạng cho em cũng biết, đối với những cái em trẻ như sau này giống như con tôi hay là những đứa trẻ mà nó qua đây 10 tuổi mà trở lên đó, thì quý mạng cho em biết tại sao mà nó không nói tiếng Việt khi chúng ta nào. Mấy đứa cháu tôi á, đứa nào hồi nhỏ cũng nói tiếng Việt đó. Mẹ tôi kể chuyện bằng tiếng Việt, nói chuyện bằng tiếng Việt cho tới lúc nó đi học là 5, 6 tuổi, 7 tuổi vẫn nói chuyện bằng tiếng Việt ở nhà, cho tới lúc 5, 12 tuổi nữa nó vẫn nói chuyện tiếng Việt với nó mà nó không thèm trả lời nữa, nó trả lời bằng tiếng Mỹ. Mà nếu mà nói chuyện nó bằng tiếng Việt nữa là nó bỏ đi chỗ khác, tại vì nó không trả lời bằng tiếng Việt mà chồng nó hiểu tiếng Việt. Quý mình chưa biết tại sao, tại vì khi mà nó còn nhỏ đó thì tôi quý mình cho cũng vậy, khi chúng ta mới qua Mỹ đó thì đây là điều quý mình cho biết là mình nghe bằng tiếng Mỹ, trong đầu mình á dịch lại bằng tiếng Việt, rồi mình trả lời bằng tiếng Việt trong đầu mình á, rồi mình dịch lại tiếng Mỹ, rồi mình đẩy nó ra ngoài. Quý mình cho biết không, nó thật sự vậy. Tại ra quý mình cho thấy mới đầu mình nói chậm, tôi nói là nói lâu vậy, nhưng mà mình nghe vậy đó, mình nghe trong đầu nó dịch lại tiếng Việt, cái mình phản ứng bằng tiếng Việt, rồi mình phải dịch lại tiếng Mỹ, rồi mình mới đẩy nó ra bằng tiếng Mỹ, đúng không? Lúc ban đầu như vậy, thành ra nó khó khăn. Nhưng mà càng ngày càng ở lâu, càng nói nhiều á, thì riêng mình nghe vô, mình không có thời giờ để dịch nữa, mà mình nghe vô bằng tiếng Mỹ, mình phải ứng trả lời bằng tiếng Mỹ. Thành ra một thời gian đó, quý mạng trên sẽ thấy biểu quý mạng trên dịch cái câu đó, quý mạng trên lời dịch không được. Có nhiều người hỏi đổ cái chữ đó là gì, không biết, tôi nghe tôi hiểu nhưng mà giờ dịch lại không được, là tại vì tôi lại nghe vô bằng tiếng Mỹ, rồi tôi hiểu bằng tiếng Mỹ, tôi nói trả lời bằng tiếng Mỹ chứ tiếng Việt tôi hiểu mà tôi không có dịch ra được. Quý mạnh cho em hiểu được đó. Thành ra đối với lời Đức Chúa Trời, quý mạnh cho em sẽ thấy rằng chúng ta cần phải kinh nghiệm lời của Chúa để chi, để lúc mà chúng ta nhận lời Chúa mới đầu vô thì chúng ta phải gặp hoàn cảnh nào mình phải suy nghĩ chút xíu để coi là Đức Chúa Trời muốn mình hành động như thế nào, phản ứng như thế nào. Nhưng mà tới một thời gian mà mình quen lời của Chúa rồi, mình không cần suy nghĩ nhưng mà tự động mình vào thì mình biết là Thánh Linh dạy mình, và mình sẽ phản ứng bằng cách yên lặng, hay phản ứng bằng cách chịu đựng, hay phản ứng bằng lời của Đức Chúa Trời như thế nào. Và nhưng mà mình sẽ đắc thắng, nhưng mà mình phải có lời của Đức Chúa Trời. Quý mạng cho em biết, và tôi cảm ơn quý mạng cho em, có nhiều người gặp hoàn cảnh thì gọi cho nhau xin cầu nguyện và xin cái lời gọi là gì, advice counsel, xin lời hướng dẫn để giúp đỡ. Nhưng mà tôi cũng nói cùng quý bạn cho em, mình nên biết người nào mình nên xin sự giúp đỡ, tại vì không phải người nào cũng kêu là Chúa cũng là Chúa hết. Quý bạn cho em hiểu điều đó. Okay. Người nào phải biết là Chúa, đứng trên là Chúa, sống trên là Chúa thì mới khuyên dỗ mình trên lời của Chúa được.
Amen. Quý bạn cho em hiểu điều đó. Chứ nhiều người không phải đi nhà thờ là biết là Chúa. Tại là lúc khuyên quý bạn cho em khuyên bằng sự khôn ngoan của là người. Nhưng mà tôi cũng nói rằng là con của Đức Chúa Trời thì chiên ta thì nghe tiếng ta, đúng không? Có nhiều lúc tôi cũng biết ai là con của Chúa ấy. Tại vì người nào cũng mặc dây thương, cũng sách kinh thánh, cũng đi nhà thờ. Nhưng mà khi mà tôi nghe cái tiếng nói, tôi thấy kỳ kỳ ở trong cái lỗ tai của tôi, thấy kỳ kỳ ở trong tâm linh ấy, thì tôi check lời với lời của Đức Chúa Trời, tôi thật sự Chúa dạy chúng ta như thế nào. Và nếu chúng ta là chuyện của Chúa thì lời của một người nào nói đó, nhiều lúc nói nghe hay lắm, tự nhiên trong tâm linh của mình thấy cái gì nó khó khó chịu ở trong đây, thì mình kiểm lại với lời của Đức Chúa Trời thì mình sẽ thấy người đó nó đúng hay nó sai. Phải nguyên mạng trên. Nhưng mà tôi đi tới một chút xíu để nói là thứ nhất, nguyên mạng trên biết là Đức Thánh Linh đưa Chúa Giêsu đến nơi trong đàn vắng và chịu ma quỷ cám dỗ. Ở đây nguyên mạng trên biết để nói rằng không phải Chúa ác mà chúng ta đẩy chúng ta về sự cám dỗ, mà sự cám dỗ có ở đó, nhưng mà nói rằng Đức Thánh Linh đi với Chúa Giêsu và ở cùng Ngài ở trong sự cám dỗ đó. Và tôi và quý mà cho em có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, đứng trên lời của Ngài trong sự cám dỗ, trong sự yếu đuối, trong sự bất toàn. Một lần nữa, ma quỷ cám dỗ chúng ta chỗ nào? Nó cám dỗ những cái sự gì mà yếu đuối nhất của tôi và quý mà cho em. Và nhiều lúc điều này làm cho tôi tin cậy Chúa và cũng làm cho tôi sợ hãi, là tại vì cái gì nó biết tôi mà yêu mến nhất trong cuộc đời của tôi là cái chỗ nó sẽ tấn công, phải không quý mà cho em? Đối với tôi tấn công bằng hút thuốc không ăn nhầm gì hết, tôi không thích hút thuốc. Tấn công bằng bài bạc tôi cũng không có thích bài bạc, rượu tôi cũng không uống nữa. Quý bạn chơi mày không, tôi không có bị tới độ tường, những cái đó nó không có cám dỗ tôi, nhưng mà có những cái khác. Mà cái nào tôi yêu gia đình tôi yêu cha mẹ tôi, và thành ra những cái đó tôi yêu hội thánh, là cái những cái đó là những cái chỗ mà này sẽ tấn công. Và quý bạn chơi biết có nhiều người đó. Tại sao? Thế là có những mục sư mà lúc nào cũng khó chịu đó, cho mọi thánh cứ nói gì cứ giận, nghĩa là bực bội cho mọi thánh. Quý mạng cho em biết tại sao? Là tại vì chúng tôi quan tâm về công việc của Đức Chúa Trời. Vì có nhiều lúc chúng tôi quan tâm về công việc của Đức Chúa Trời mà thấy hội thánh không quan tâm về việc của Đức Chúa Trời thì làm mình bực bội, đúng không? Quý mạng cho em hiểu điều đó không? Tại vì nếu mà chúng ta không quan tâm thì ai cũng khe, ai chết thì chết, ai sống thì sống, mình không quan tâm. Nhưng mà nếu mình quan tâm á thì mình mới để ý cái công việc như thế nào, và thấy công việc nó không chạy, cái công việc nó chậm chạp thì mình mới bực bội, phải quý mình xem. Nhưng mà tôi phải tập là việc gì của Chúa là của Chúa, việc gì của tôi là của tôi chỉ làm được những việc gì của tôi, và hội thánh là của Chúa thì tôi phải để Chúa lo cái công việc của Ngài. Nhưng mà chạy miệng điều đó. Nhưng mà chúng ta phải biết là chúng ta đối diện với sự cám dỗ không phải một mình, mà Chúa ở cùng tôi, Chúa ở cùng quý bạn cha. Và quý bạn cha không phải vì Đức Thánh Linh ở cùng Chúa Giêsu mà Chúa đó không đói, Chúa đói chứ, phải quý bạn cha. Và khi Chúa đói thì ma quỷ hiện ra. Trước khi tôi đi sau nữa cùng quý bạn cha, ngày hôm nay ma quỷ đang làm việc gì trong cuộc đời quý bạn cha? Nó có chỗ tấn công quý bạn cha mà, hoặc là tài chất, hoặc là sức khỏe, hoặc là tình cảm. Thầy tập phải nguyên mạnh trên. Trước khi tôi đi sau, tại vì tôi có tập giảng nhiều lắm, tại vì tôi được ơn á, thành ra tôi giảng nhiều lắm, quý mạnh trên có nghe. Nhưng mà tôi phải chỉ cho quý mạnh trên thấy là trong cuộc đời của mình luôn luôn bị cám dỗ, giống như Chúa Giêsu bị cám dỗ. Mình không có phản ứng đâu. Nhưng mà khi Chúa đã thắng được thì Chúa nói rằng ba cái một thước mà ta bị cám dỗ là ba cái một thước mà người bị cám dỗ. Chứ nếu Chúa Giêsu bị cám dỗ về gì quý bạn chăng? Chúa Giêsu bị cám dỗ về cái mặt thực xác, đúng không? Người đói phải bán ra ăn đi. Và cái sự cám dỗ thứ hai là nói gì quý bạn chăng? Thử nhảy xuống đi. Phải quý bạn chăng? Chạy xuống đằng sau thì Đức Chúa Trời sẽ gìn giữ ngươi. Thì nói về cái sự gì quý bạn chăng? Và cái phần hồn của chúng ta, và tôi sẽ cái nghĩa cùng quý mạng cho em. Tại vì cái phần hồn chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời hay không? Nếu thử thách cái phần hồn của chúng ta là cái gì? Cái tâm lý, cái ý chí và cái cảm xúc. Đó là lý do tôi nói cùng quý mạng cho em đừng bao giờ để ma quỷ nó đụng vào cái chỗ đó, và chúng ta dễ thua cái chỗ hồn của chúng ta, cái chỗ cảm xúc của chúng ta. Và điều thứ ba quý mạng cho em biết rằng Chúa Giêsu sao? Cuối cùng của Ngài, Ngài sẽ được cái thế gian này, phải quý mạng cho em. Tại vì Ngài đã thắng trên thập tự giá, nhưng mà ma quỷ nó đừng đi con đường của Đức Chúa Trời, mà hãy đi con đường của ta ngắn hơn. Không có chết trên thập tự giá, chỉ cúi xuống
là Thầy sẽ cho người. Thì điều đó nói gì quý bạn anh chị em? Nói về sự thử thách cái phần linh của tôi và quý bạn anh chị em. Tại vì sao? Tại vì Đức Chúa Trời phải là đấng cai trị phần linh của tôi và quý bạn anh chị em. Và phần linh của mình nói gì ngày hôm nay? Không phải là chúng ta sống trên đất mà chúng ta sống để làm gì, nhưng mà chúng ta sống để Chúa làm gì trong chúng ta, và chúng ta làm gì cho Đức Chúa Trời, phải quý bạn anh chị em. Và đó là phần linh của chúng ta. Tại là quý bạn cho thấy trong sơ ba sự cám dỗ, điều cám dỗ về cái phần xác, cái phần hồn và cái phần linh. Và Đức Chúa Trời cho Chúa Giêsu Ngài đã thắng, thì Ngài đã thắng sao? Ngài đã thắng về cái sự mà tin cậy Đức Chúa Trời. Thứ nhất là quý bạn cho thấy cái phần hồn của Chúa Giêsu mà được khi mà Chúa bị cám dỗ về cái phần xác đó, thì cái phần xác đó nói giống như tôi và quý bà cho em bị cái nhổ về cái phần xác, là trong cái sự yếu đuối của mình, thì cái việc đầu tiên á là mình muốn ăn phải quý bà cho em, đúng không? Mình muốn đáp ứng cho cái phần hồn của mình, đáp ứng cái phần xác của mình, muốn nuôi cái phần xác của mình. Nhưng mà tôi chỉ cùng quý bà cho em á, là trong cái cuộc đời tôi và quý bà cho em á, nó chỉ ra ba điều đó. Là thứ nhất, quý bà cho em biết là cần tôi và quý bà cho em biết lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải biết lời của Đức Chúa Trời dạy gì và muốn gì trên tôi và quý bà cho em, và lời của Đức Chúa Trời chỉ gì trên tôi và quý bà cho em. Thì điều thứ nhất trong tôi và quý bà cho em là sự cám dỗ của phần xác. Okay. Và thứ hai là sự cám dỗ của phần hồn, là sự cám dỗ của cặp mắt của mình. Và thứ ba về nói sự cám dỗ về cuộc sống, là một cuộc sống của mình cho Đức Chúa Trời hay cuộc sống của mình cho mình. Thì như vậy quý bạn đang biết đây, sự cám dỗ mà Chúa Giêsu chịu để nói rằng không ai trong tôi và quý bạn cho em mà không gặp thử thách và không chịu cám dỗ qua ba cái đó. Nhưng mà không ai trong cuộc đời tôi và quý bạn cho em mà không đã thắng được. Tại vì điều gì cần đã thắng thì Chúa Giêsu đã thắng được chúng ta, và chúng ta chỉ cần đứng trên lời của Chúa, bước trên tập tự giá của Ngài, thì chúng ta sẽ đã thắng, và không có điều gì mà không vượt qua được, không chịu đựng được. Thì vì Chúa dạy chúng ta, Ngài sẽ mở đường cho chúng ta qua khỏi. Nhưng mà tôi bước một cách rất là nhẹ nhàng cùng quý bà cho em thấy. Điều thứ nhất là cái điều phải tôi và quý bà cho em ai cũng bị cám dỗ là sự cám dỗ của xác thịt, phải quý bà cho em. Sự cám dỗ của xác thịt là ăn mà, và trong sự yếu đuối của mình, chứ mình luôn luôn bị sự cám dỗ. Cái đầu tiên của mình là gì? Mình muốn có ăn, muốn có mặc. Nhưng mà quý bà cho em biết rằng đó là lý do chúng ta có lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời nói gì sao? Đừng lo về cái ăn, cái uống, cái mặc. Để cha cái người trên trời vốn biết cái người cần gì và muốn gì, phải quý mình chứ. Cái người trên trời sẽ chăm lo cho các người mọi sự đó, phải quý mình chứ. Nhưng mà điều mà ma quỷ nói, quý mình chứ hiểu không? Tại vì ma quỷ nói là thứ nhất đó, là ma quỷ nói là ngươi sao không quá bánh, nếu mà ngươi thật là con của Đức Chúa Trời thì hãy quá đá thành bánh đi. Nhưng mà nếu mà Chúa Giêsu làm theo lời của ma quỷ đó, thì quý mình chứ nói rằng Chúa Giêsu vâng phục ma quỷ, phải không? Thì cái bài học đầu tiên đó, tôi và quý bà cho em cần phải tin cậy Đức Chúa Trời, chứ không phải tin cậy ma quỷ. Chúng ta phải vâng phục Đức Chúa Trời, ok, phải vâng phục quá chứ cái điều mà Chúa nói trong cuộc đời tôi và quý bà cho em, chứ không vâng phục cái điều mà ma quỷ nói trong cuộc đời. Và điều đó nó sâu lắm thưa quý bà cho em. Khi mà chó bị bắt bớ đó, thì bà vợ nói gì? Ma quỷ dùng miệng của bà vợ nói hay rủa xả Đức Chúa Trời và chết đi. Mà lúc đó Đức Chúa Trời đáng rủa xả đi, mà chết cũng đáng chết đi cho rồi. Tại vì chiên chết, lừa chết, lạc đà chết, rồi tôi tới chết, rồi con cái của mình tôi cũng chết, con trai con gái cũng chết, nhà sập tất cả thì chết đó. Người thì bị mụn nhọt, sống chi nữa. Rủa xả Chúa, chết đi. Ma quỷ nhiều lúc nói trong cuộc đời tôi và quý bạn cho em, hãy rủa xả Đức Chúa Trời đi. Ma quỷ nhiều lúc nói trong cuộc đời tôi cũng biết bạn cho em, tại vì cái ông đó, tại vì bà chấp sự đó, tại vì ông chấp sự đó, tại vì ông mục sư đó, tại vì gia đình mục sư đó, tại gia đình người này, tại gia đình kia đó, phải quý bạn cho em. Nhưng quý bạn cho em biết rằng những cái điều mà nói đó là không phải của Đức Chúa Trời. Chúa không bao giờ, tại vì Chúa nếu mà có chỉ điều gì, tôi thường nói của quý bạn cho em, nếu mà Chúa cho chúng ta thấy điều gì sai của con cái của Chúa, điều gì yếu đuối của con cái Chúa, đây không phải mình định tội họ, nhưng mà để mình gì cầu thay cho họ. Nhưng mà ma quỷ thì muốn cho mình thấy để mình định tội họ và là tay sai của nó để rủa xả cái người mà Đức Chúa Trời chúc phước. Quý bạn cho hiểu được đó. Nhưng mà quý bạn cho phải biết rằng cái điều mà đó là chúng ta obey, vâng phục những điều gì Chúa muốn chúng ta làm, chứ không phải vâng phục những điều gì mà ma quỷ muốn chúng ta. Ma quỷ muốn gì? Cướp phá và hủy diệt. Đức Chúa Trời muốn gì? Chúng ta yêu thương và tha thứ và chịu đựng.
À, tôi biết mấy bạn trên gặp cầu chứ chị không nói một sư chị cũng đó đó. Một sư nói với ông không phải là tôi, ông thử vô chân của tôi, quý mạnh trên biết rồi, vô dài của tôi đi, vô nhà tôi đi, thì ông mới biết là tôi chịu được hay không. Ngài tôi đã từng nói của quý mạnh trên đó là lý do tôi cảm ơn Chúa, tôi là tôi chứ không phải quý mạnh trên. Nhưng mà có điều quý mạnh trên đừng nghe lời của ma quỷ, đừng nghe lời của tôi mà nói rằng sự thách đó quá cho chúng ta, hay là người đó đáng bị đua xài không. Tất cả những điều gì Đức Chúa Trời làm, Ngài sẽ làm, nhưng mà việc của tôi và quý mạnh trên là obey. Vâng phục Chúa cái gì? Vâng phục Chúa mọi điều răn. Ôi làm sao nổi mọi điều răn. Vâng phục Chúa Giêsu. Vâng phục cái gì? Vâng phục điều Chúa Giêsu nói. Làm sao? Hãy yêu mến Đức Chúa Trời người, hãy lòng hợp ý mà yêu mến Chúa và yêu kẻ lân cận. Nhưng mà phải quý mạnh trên. Tôi có lẽ là muốn đi sâu hơn là quý mạnh trên hiểu được. Nhưng mà cái chữ obey đó nói là Đức Chúa Trời là đầu tiên trong chúng ta. Cái người mà chúng ta muốn please, người chúng ta muốn làm hài lòng là Đức Chúa Trời của chúng ta, là Chúa Giêsu, chứ không phải cái phần xác. Cái tôi là cái phần xác, nhưng mà Chúa là cái phần linh. Và điều gì mà tôi chịu Chúa là tôn trọng hơn là điều gì tôi chịu cái phần xác. Tại sao mà chúng ta kiêng ăn? Tại lúc chúng ta kiêng ăn, lúc chúng ta đói là cái lúc đó bày tỏ cái phần xác chúng ta muốn gì. Quý mà cho biết rằng lời Chúa trong từ trong cầu ước có những lúc mình biệt riêng mình ra để làm thánh cho Đức Chúa Trời. Phải quý mà cho khi mình kiêng ăn là biệt riêng mình ra thánh cho Đức Chúa Trời. Thì ma quỷ dùng cái sự yếu đuối đó để nói rằng tại sao ngươi không làm như thế này, nhưng mà khi mình làm như thế này thì mình đi theo con đường của ma quỷ. Nhưng mà đi mình làm theo như thế này thì mình đi theo lời của Đức Chúa Trời. Tại ra khi bất cứ một điều nào xảy ra cho tôi và quý mà cho thì mình đứng trên lời Chúa mà nói rằng Chúa muốn chúng ta làm cái gì. What is it that God wants you to do? Tôi không nói miếng bạn cho em bán hết nhà cửa và đi tu. Trở nên làm tu sĩ, trở nên làm mục sư, không có. Nhưng mà tôi nói cùng quý bạn cho em là hãy đặt Đức Chúa Trời cao hơn là cái sự đòi hỏi của phần xác tôi và quý bạn cho em. Phần xác nó kêu ngạo, phần xác nó đòi ăn, phần xác nó đòi uống, phần xác nó đòi đầy đủ, phần xác nó là ta trước hết. Những cái điều gì khác về sao? Nhưng mà Đức Chúa Trời nói hãy để ta ở trên đầu. Quý bà cho em có biết rằng Chúa Giêsu có biết là lúc nào sẽ xong sự bắt bớ. Quý bà cho em có lại là ngạc nhiên là tại sao Chúa Giêsu không đuổi nó lần đầu tiên không? Mà phải đợi tới lần thứ ba rồi Chúa Giêsu mới đuổi xảy ra hãy lui đi. Tại vì khi Ngài đuổi có lần à, Ngài nói có lần là nó lui đi rồi. Và lời Chúa nói là hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lớn xa nhé. Có nghĩa là Chúa Giêsu know exactly có những lúc mà ma quỷ cám dỗ, nhưng mà có những lúc Chúa Giêsu vẫn dùng lời Chúa, nhưng mà rủa xả nó, chống trả nó để nó rời xa. Trong thời điểm tôi và quý mạng cho em đó, đó là cái chỗ quý mạng cho em hiểu không? Chúa Giêsu chống trả nó từ lúc ban đầu bằng lời của Đức Chúa Trời, phải không? Chúa Giêsu dùng lời Đức Chúa Trời, và điều này tôi nói cùng quý mạng cho em, không dùng lời Chúa để cãi cọ với ma quỷ, nhưng mà dùng lời Chúa để mà chống trả ma quỷ, đứng trên lời của Ngài, chống trả ma quỷ và ra thắng, chứ không cãi cọ với ma quỷ về lời của Đức Chúa Trời. Quý mạng cho em hiểu điều đó. Nhưng mà Chúa Giêsu biết chính xác lúc nào mà Ngài nhân danh Chúa mà Ngài đuổi đó thì nó lánh xa Ngài. Thay quý mạng cho em, trong cuộc đời tôi và quý mạng cho em có những thời điểm mà mình chịu đựng, và có những thời điểm mà mình đã thắng cái sự thử thách. Phải quý mạng trên, để rồi mình trọn vẹn đã thắng cho Đức Chúa Trời. Quý mạng trên biết chỗ đó. Nhưng mà quý mạng trên mà hỏi tôi là lúc nào thì chỉ có Chúa biết và quý mạng trên biết. Vâng, Ngài làm đó. Nhưng mà cái điều xảy ra là không bao giờ mà Chúa Giêsu chống đòi một mình, nhưng mà Đức Thánh Linh ở cùng Chúa Giêsu trong mọi sự. Và Chúa Giêsu có lời của Đức Chúa Trời để đã thắng cho nên. Thứ nhất, quý mạng trên đó là Chúa Giêsu đã thắng vì Chúa Giêsu obey, tin cậy Đức Chúa Trời với lời của Ngài. Và điều thứ hai là ma quỷ xuống cho Chúa Giêsu sao phải quý mạng trên hãy nhảy xuống, phải không? Vì có lời chép rằng Chúa sẽ trừ cho thiên sứ gìn giữ ngươi, sẽ nâng ngươi trong tay, kẻ cho ngươi dám bằng đá chăng. Quý mạng trên thấy rồi, ma quỷ thì dùng lời của Chúa để cám dỗ chúng ta, nhưng mà chúng ta thì đứng trên lời của Chúa để mà mình có sự sống.
mình không có bóp méo sự thật và quyến bạn trên đi. Điều thứ hai nói lên là về phần hồn, đó là chúng ta tập phần hồn. Cái điều thứ hai huấn luyện sự thích thích trong cuộc đời chúng ta là để chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời, không phải tin cậy cho những gì chúng ta làm được cho Đức Chúa Trời, nhưng mà tin cậy Đức Chúa Trời. Phải quyến bạn trên. Ma quỷ nói chạy đi thử xem Chúa có làm không. Thì ma Chúa ta trả lời sao quyến bạn trên? Có lời chép rằng ngươi đừng thử Chúa. Chúa Giêsu đáp ứng một lần nữa bởi lời của Đức Chúa Trời trong thánh đó, đừng có thử Chúa. Nhưng mà một lần nữa Chúa Giêsu không tránh cản mà quỷ, thì cái level và cái đẳng cấp của đó mà Chúa Giêsu chống trả bởi con cái lời hàng sống mà Chúa có, nên là con trời của Đức Chúa Trời. Phải quý mạng trên, thì tôi và quý mạng trên trong trại có nghĩa là Chúa Giêsu không tin cậy vào những điều gì mà Chúa có thể làm được ở trong Đức Chúa Trời, nhưng mà Chúa Giêsu chống trả bằng cách gì? Tin cậy trọn vẹn và lời của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay trong phần hồn của mình, tuy nhiên nó làm thử cho Chúa cái chút phước thôi. Nếu mà Chúa thì Chúa sẽ làm gì cho các con? Không, không có nếu gì hết. Chúng ta tin cậy lúc Chúa là Đức Chúa Trời, thấy hay không thấy gì, chúng ta cũng tin cậy vì lời Chúa chép như thế này. Thì chúng ta đứng trên lời Chúa. Tôi nói không quyến bà cho em rất dễ không? Mà quỷ nói là sẽ chết. Chúng ta nói không chết đâu, thì trong Chúa chúng ta không phải chết. Ma quỷ nó sẽ thiếu tốt, chúng ta nó không thiếu tốt đâu, thì Chúa là đấng hay chăm sóc chúng ta. Ma quỷ nói là chúng ta sẽ cô đơn, chúng ta không bao giờ cô đơn đâu, tại vì đấng chúng ta ở cùng chúng ta luôn cho đến tận thế, ngày không lìa bỏ, ngày không bỏ chúng ta bao giờ. Và điều thứ ba, chị bắn ta cùng quyến bạn trên, thì nó cho một cái đường tắt cho Chúa Giêsu. Tôi và quyến bạn trên, chúng ta là nạn nhân của những con đường tắt. Chúng ta muốn thành công theo cái cách của mình, ai nguyên bằng chân. Chúng ta muốn làm ít mà ăn nhiều. Chúng ta muốn làm mà không khổ cực nhưng mà lãnh lương gì. Phải nguyên bằng chân. Chúng ta muốn đi nhóm ít nhưng mà lãnh hội nhiều. Đọc là Chúa không là ít nhưng mà Chúa ban cho nhiều. Cái gì cũng chúng ta muốn được tác hết quý bằng chân. Ngay cả công ty ra ngày nay đó, chúng ta có sốt cách. Không cần phải đi vô, vậy mới làm vậy, nhưng mà có sót khách đem cái cục đó để ra tuốt ngoài, cần gì bấm cục cái nó mở, mấy chục cái quần đồ nó mở cho chúng ta, sót khách. Mà quý bạn chạy biết rằng Chúa không cho sót khách trong cuộc đời chúng ta, tại sao? Tại vì những cái gì khó khăn trong cuộc đời chúng ta để huấn luyện, đó là cái bài học tôi đang chia sẻ cùng quý bạn. Cho nên không có sót khách, nhưng mà Chúa dạy chúng ta gì? Dạy chúng ta vâng phục Ngài, dạy chúng ta tin cậy Ngài, và dạy chúng ta để nói rằng cái gì là giá trị trong cuộc đời chúng ta, cái xác của chúng ta, cái hồn chúng ta, hay là cái linh cái giá trị, cái gì mà chúng ta muốn trong cuộc đời chúng ta, hay cái gì Đức Chúa Trời muốn trong cuộc đời chúng ta. Mà người thì muốn Chúa Giêsu nhìn, hãy xem thế gian này nè, ta sẽ cho người hết nếu người thờ phượng ta, nhưng mà Chúa Giêsu thì nó đừng sao? Hãy lui ra cái lời chép rằng hãy thờ phượng một mình Đức Chúa Trời, tức là cái mục đích mà Chúa Giêsu có trên đất hay là có hiện ở trên trần thế này, có hiện ở trên cuộc đời này là để thờ phượng Đức Chúa Trời. Thế yêu mà cha của mình, thì mục đích gì trong cuộc đời tôi và quý bà cha? Mục đích gì cái lẽ sống trong đời chúng ta là để thờ phượng Chúa, hay cái lẽ sống như chúng ta là để Chúa chúc phước? Chỉ có được sự chúc phước, Chúa sẽ chúc phước chúng ta anyway, nhưng mà cái lẽ sống trong cuộc đời chúng ta để thờ phượng Đức Chúa Trời bằng cách gì? Tin cậy Chúa, vâng phục Chúa, và sao để chương trình của Chúa được trọn trong tôi và quý bạn trên. Có những lúc trong được lời tôi và quý bạn trên vì tin cậy Chúa mình phải đi xa hơn. Giô-sê và Ca-lép vì tin cậy Chúa phải đi xa hơn, không phải vì sự không trung tín của ông, nhưng mà vì sự trung tín, không trung tín của nhiều kẻ, nhưng mà ông tin cậy Chúa, ông đi xa hơn, đi dài hơn, đối diện với trận chiến và tuổi già hơn. Có những lúc tôi và quý mà chen vì con cái, vì dân sự, vì hội thánh, vì gia đình, có những lúc mà chúng ta phải đi đường xa hơn. Nhưng mà không phải vì tôi, không phải những gì mà ma quỷ làm được cho chúng ta, nhưng mà những vì Đức Chúa Trời làm được trong cuộc đời tôi và quý mà chen. Và để chấm dứt, tôi nói cùng quý mà chen, nhớ một điều dùm tôi, ma quỷ là kẻ nói lá. Nó làm gì mà nó có quyền cho cái thế gian này, cho chúng ta? Thứ nhất, quý mạnh chỉ biết rồi nó sợ, nó không có nhường cho ai hết. Phải quý mạnh cho em, nó là vua chúa cái thế gian mà tối quý mạnh cho em nhớ, nó nhường cho quý mạnh cho em, nó làm gì làm tôi quý mạnh cho em à. Nó làm tôi Chúa Giêsu à. Phải quý mạnh cho em, ma quỷ là kẻ nói láo, không có lẽ thật ở trong ma quỷ.
Cho nên quý mạnh dạn nhớ dùng tôi bất cứ điều gì mà một lời hứa nào mà không phải đến từ Đức Chúa Trời thì lời hứa đó không phải của Đức Chúa Trời. Đó là thực sự nói lá mới lá là gì? Khi cho mắt chúng ta nhìn vào cái cây cấm, trái cấm hơn là nhìn vào cái lẽ thật mà Đức Chúa Trời phán ở trong cuộc đời tôi và quý mạnh dạn. Thôi tôi nói cùng quý mạnh dạn hãy nghe Chúa nói gì vào hoàn cảnh của mình. Hãy xem Chúa nói gì về hội thánh của mình. Hãy xem Chúa nói gì về cái đời sống của mình. Hãy xem Chúa nói gì về tài vật của chúng ta. Không bao giờ có sự và thất thất trong chúng ta. Không bao giờ có sự thiệt hại trong chúng ta. Không bao giờ có sự buồn cảm trong chúng ta. Không bao giờ những sự cay đắng, sự nặng nề, những sự đối kém, hoạn nạn, bệnh tật và tôi và quý mạng trên phải gánh chịu, tại vì Chúa Giêsu chịu tất cả những điều đó. Khi mà ma quỷ đến thì quý mạng trên nói, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời nói như thế này, và con đứng trên lời của Chúa. Quý mạng trên biết rằng khi mà Chúa Giêsu thắng trận thứ nhất á, nó có hòa không? Không. Chúa Giêsu chịu cái trận thứ nhì. Khi Chúa Giêsu thắng trận thứ nhì nó có hòa không? Không. Chúa Giêsu thắng trận chịu cái trận thứ ba. Nhưng mà điều đó để nói gì tôi quý bạn chứ? Mình không biết lúc nào mình qua, nhưng mà nó sẽ qua. Phải quý bạn chứ? Mình cứ đứng lên lời Chúa đi. Có nhiều khi đứng lời Chúa gặp tới ai, đứng lời Chúa gặp thứ ba. Mà có nhiều khi tôi và quý bạn chứ đứng lời Chúa 40 năm sau nó chưa qua nữa. Amen. Amen. Nhưng mà đối với trước mặt Chúa, lúc mà nó qua, nó sẽ qua. Nhưng mà chúng ta sẽ qua được, tại vì đấng ở cần chúng ta, quý mạch em nên nhớ rằng chỉ cần hầu việc một mình Ngài mà thôi. Và quý mạch em biết rằng, nhanh lên Chúa Jesus Christ hãy lui ra, thì sao? Nó lên xe và có thiên sứ đứng đằng mà hầu việc Chúa Giêsu. Ngày hôm nay thiên sứ đang ở cùng tôi và quý mạch em. Đức Thánh Linh đang ở trong chúng ta. Đức Thánh Linh không bỏ rơi chúng ta. Đức Thánh Linh ở cùng Chúa Giêsu trong mọi sự cám dỗ ngày nay. Đức Thánh Linh ở trong tôi và quý mạnh trên từ lúc chúng ta được tái sanh và lúc chúng ta đại diện Đức Thánh Linh, thì Đức Thánh Linh vẫn luôn ở trong chúng ta, không bao giờ lìa xa chúng ta. Và thiên sứ là gì? Là ministering spirit, là thiên sứ là những cái linh hầu việc đang ở trong chúng ta, làm việc trong chúng ta, đem những cái lời bổng của Đức Chúa Trời binh vực bảo vệ chúng ta, dẫn chúng ta để đối diện với những sự cám dỗ lẫn chúng ta, đối diện những sự cơ tác, và sẽ cho chúng ta được thắng với sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong cuộc đời thôi. Và chúng ta cho xin mời quý mạng cho Đức lên. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, buổi chiều nay tâm linh chúng con khao khát Ngài. Buổi chiều nay tâm linh chúng con đầu phục Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa vì được yêu Chúa, cảm tạ Chúa vì được Chúa yêu. Cảm tạ Chúa vì Chúa ở cùng chúng con, cảm tạ Chúa vì trong mọi sự cám dỗ, Chúa Giêsu đã dùng lời của Ngài để đắc thắng. Và chúng con ngày hôm nay cũng đắc thắng trong lời của Ngài. Nhưng mà hơn ấy, chúng con đắc thắng vì Chúa Giêsu đã thắng. Vì Ngài đã đắc thắng thì chúng con cũng đắc thắng. Ngài đã chịu mọi sự cám dỗ để rồi những sự cám dỗ chúng con không nằm ngoài những sự cám dỗ mà Ngài đã chịu. Và bởi vì Chúa Giêsu thắng thì chúng con sẽ thắng. Chúng con đã thắng bởi danh của Chúa Giêsu, chúng con đã thắng bởi lời của Ngài. Buổi chiều này chúng con tuyên bố qua đời sống của anh chị em chúng con, anh chị em chúng con sẽ đắc thắng những bản ngã chúng con, đắc thắng xác thịt chúng con, đắc thắng hầu bị đuôi chúng con, và linh chúng con sẽ đắc thắng những sự cám dỗ của ma quỷ, để rồi chúng con sẽ hầu việc và thờ phượng một Đức Chúa Trời hàng sống mà thôi. Chúng con cảm ơn Cha, xin ở cùng dân sự Chúa. Xin chúng con đi ra đi vào đẹp lòng Chúa, được ơn Thứ mà Ngài. Xin sự thương xót của Chúa đầy dậy ở trên anh chị em chúng con. Dành cho chúng con khi mọi nơi chúng con đi, mọi việc chúng con làm vì điều vinh hiển của Chúa mà chúng con làm. Cảm ơn Chúa. Xin hà hơi sự sống của Ngài trên chúng con. Xin tuôn tràn quyền năng Đức Thánh Linh Ngài từ trong đời sống chúng con vang ra tới bên ngoài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con nguyện mời Chúa, nguyện cuộc đời chúng con nói về phước hạnh và sự thương xót của Ngài. Nguyện cuộc đời chúng con nói về sự cao trọng của Ngài. Và Đức Chúa Trời của chúng con ở cùng chúng con với lời của Ngài trong những ngày sắp tới. Chúng con cảm ơn Cha. Chúng con cầu nguyện danh anh em chị em chúng con gọi thánh tôi tới với Chúa cho Ngài, và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen.